Ngày 14 tháng 3, Thánh Massimiliano tử đạo, năm 295. Chúng ta biết cuộc tử đạo của Thánh Massimiliano ở Algeria thời hiện đại. Bị đem ra trước mặt thống đốc Dion, Massimiliano vẫn từ chối đăng ký gia nhập quân đội Roma và nói: "Tôi không thể phục vụ, tôi không thể làm điều ác. Tôi là Kitô hữu." Dion nói: "Một là phục vụ, hai là chết." Massimiliano nói: "Tôi không bao giờ phục vụ. Ông có thể chặt đầu tôi, nhưng tôi sẽ không là binh sĩ của thế gian, vì tôi là binh sĩ của Chúa Kitô. Quân đội của tôi là quân đội của Thiên Chúa. Tôi không thể chiến đấu cho thế gian này. Tôi nói với ông rằng, tôi là Kitô hữu." Dion nói: "Có nhiều binh sĩ Kitô giáo phục vụ các nhà lãnh đạo Diocletian và Massimiliano, Constantio và Galerio." Massimiliano trả lời: "Đó là việc của họ. Tôi cũng là Kitô hữu và tôi không phục vụ." Dion nói: "Nhưng những người lính đó đã làm gì hại chứ?" Massimiliano đáp: "Tôi đủ hiểu biết." Dion nói: "Nếu anh không phục vụ, tôi sẽ kết án tử anh vì tội coi thường quân đội." Massimiliano cương quyết: "Tôi sẽ không chết. Nếu tôi xa thế gian này, thì tôi sẽ sống với Chúa Kitô, Thiên Chúa của tôi." Massimiliano bị giết khi mới 21 tuổi. Cha ngài vui mừng trở về nhà từ nơi xử tử con mình. Tạ ơn Chúa vì đã dâng cho Chúa chính đứa con trai của mình.